Chương trình này được bảo trợ bởi The Yamaval Resort and Casino at San Manuel, D&D Gel và bột bánh xèo hương xưa.
Đoàn Hồ và Lâm Thư Vân xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Music Box. Và kính thưa quý vị, giây phút trịnh trọng nhất của chương trình Đoàn Hồ xin dành để xin cảm tạ tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Music Box của chúng em. Xin cảm tạ. Cảm ơn. Và kính thưa quý vị, hôm nay Lâm Thư Vân lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Music Box. Và cũng có thể nói là lần đầu tiên Lâm Thư Vân xuất hiện trong chương trình của Trung tâm Thúy Nga. Bây giờ Lâm Thư Vân có vài lời. Yes, cảm ơn Đoàn. Thật sự ra quý vị biết không, Lâm Thư Vân rùng lắm. Không biết sao cũng khá lâu không có quay hình á. Đây là một cái sự trở lại. Và Lâm Thư Vân cũng xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga mời Lâm Thư Vân cho chương trình Music Box. Lâm Thư Vân cũng thường theo dõi và xem những cái chương trình này, thấy các anh chị em nghệ sĩ hát rất là hay. Mà nó cũng rất là cũng như là bước ra cái vòng comfort. Không biết tiếng Việt Nam mình nói comfort zone là như thế nào, nhưng mà em cảm thấy đây là một cái thử thách, một cái thử thách mới tốt đẹp cho Lâm Thư Vân để được hát live. Thường thường quý vị thấy là mình đi hát là hát show là live không à, thu băng là thường thường mình cũng phải thu recording studio, nên nhưng mà thật sự đợt hôm nay thì rất là rung, nhưng mà cũng hạnh phúc, rất là hạnh phúc được hát cùng với Don. Cảm ơn Vân. Hồi nãy Vân có nói comfort zone, tức là ngày trước tới giờ Lâm Thư Vân cộng tác với Trung tâm Asia và được sự bảo bọc của Trung tâm, o bế của Trung tâm. Thì bây giờ Vân đi qua một trung tâm khác. Ý của Vân là Vân ra khỏi cái vòng, ngày trước là Vân quá quen làm việc với một trung tâm. Bây giờ Vân bước qua một cái nơi khác, thành ra nó là một cái thử thách với Vân. Thì hy vọng hôm nay Vân về Vân sẽ có những cái kỷ niệm mà mai mốt nhớ lại sẽ có những cái kỷ niệm thật là đẹp. Thật sự Don biết không, một đời của một người nghệ sĩ đó thì mình luôn muốn cống hiến cái giọng hát của mình. Và Lâm Thư Vân tin rằng là trên đời này mọi việc trong cuộc đời, cuộc sống của chúng ta trải qua cũng là duyên. Cái gì cũng là duyên hết. Nên Lâm Thư Vân luôn luôn cảm ơn bề trên, giống như là đã cũng giống như là cho Vân, bảo vệ Vân, cũng như là hướng dẫn Vân đi tới những cái con đường mà tốt nhất có thể. Và mong rằng là tuy đã già đi, tại vì ca sĩ không có chữ già chừng nữa, tuy là cộng thêm mấy năm nhưng mà lúc nào mình cũng yêu âm nhạc, lúc nào mình cũng si mê, lúc nào cũng yêu đời lắm. Nên mong rằng là quý vị cũng ủng hộ cho tiếng hát của Vân. Mấy chục năm rồi còn ủng hộ gì nữa. Tức là ủng hộ rồi. Tức là Vân nhiều năm quá, người Vân... ta sẽ quên mình đi. Đúng không? Tới giờ này Vân vẫn còn ngồi mình đây. Mình cũng tức chẳng là Vân được đẹp như xưa. Hồi xưa cũng nói vậy. Vân Lâm Thư Vân là một trong những người ca sĩ, nữ ca sĩ rất khả ái của nền văn nghệ hải ngoại. Đón nhớ cái lúc Vân quay lên cái hình, lên hình đầu tiên trong một cái chương trình Đêm Sài Gòn 1. Đón nhớ là sau đó cái video đó ra, rồi Don đi thâu băng ở phòng thâu của ông John Tomlinson. Thì hôm đó có cái người ngồi, tức là người sound engineer, tức là ngồi bấm cho mình thâu đó. Cái anh chàng đó say mê nói về Vân. Cái nói là cái anh chàng đó có đi Las Vegas để tham dự cái chương trình đó. Anh nói là cái lúc mà cái cô này cũng mới ra, cái cô ca sĩ cũng mới ra, trời ơi cái hào quang nó bung ra, nó cô ngó giống như một nữ thần, mà cái ánh mắt nó say, ánh mắt say mê. Don không biết bây giờ là anh chàng đó mà anh gặp nào giờ đâu. Don nhắc để Vân cảm ơn ảnh, nhưng mà không nên nhắc tên, nói tên là lỡ dại. Thì tức là cái thời Vân mới ra, cái sự quyến rũ của Vân trên sân khấu nó rất là hấp dẫn nhiều người, trong đó có mình. Thời đó lúc đó Don có chưa quen thân với Vân lắm, nhưng mà Vân rất là mê Don lúc đó. Cảm ơn Vân. Rồi mình có dịp, mình sau đó mình có dịp cũng có duyên, mình đi với nhau rất là nhiều. Và sau đó là Don yêu Vân lúc nào không hay, để có rồi bây giờ mấy chục năm sau rồi bây giờ không còn yêu nữa, bởi vì nói vậy là để giới thiệu nhạc phẩm kế tiếp. Hay đó. Thì yêu người và không còn yêu nữa thì cũng chuyện bình thường thôi. Nhưng mà đối với Vân, khi mà mình đã yêu ai, dù cho là một phút
cũng là tình yêu đó nha. Mà sau này giả tỷ không yêu nữa thì cũng giữ lại cho mình cái này một cái này mình nói là mình nói giỡn để mà mình giới thiệu vô phải vô okay. Liền cái bài kia thôi, bây giờ đừng có nói nhiều nữa để tiếp nối cái bài kế tiếp đây. Vân với Don xin gửi đến quý vị bài hát Tôi Không Còn Yêu Em của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. Đức xin mời quý vị nghe. Tôi không còn yêu em, yêu tha thiết như hôm nào. Tôi không còn yêu em, yêu day dứt như ban đầu. Giờ này đời tôi đã vắng đi tiếng cười, tình như mây khói tan trong chiều, và lòng ta sẽ mãi cô liêu. Bao ngày trôi qua sao tim vẫn nghe ơ thơ, khi tình rời xa anh hứa giữ muôn đời, giờ theo cơn gió bay đi rồi để niềm chua xót dâng đầy vơi. Đời tôi chỉ muốn yêu người thôi, mà anh đã nỡ giết tình tôi để yêu thương anh. Nay còn đâu kỷ niệm năm xưa đành chôn dấu, vì anh nuôi lắm mối tình si, từ nay thôi nuối tiếc làm chi. Nhiều đêm thao thức mãi chờ chờ để hồn dâng lên niềm cay đắng. Tôi không còn yêu em, đã quên hết những ưu phiền. Tôi không còn yêu em vì em phá vỡ ân tình. Giờ này đời như đã vắng đi tiếng cười, đừng nên thương tiếc nhau không rời, chỉ thêm bao xót xa mà thôi. Chỉ muốn yêu người thôi, mà anh đã nỡ giết tình tôi. Để yêu thương ấy nay còn đâu, kỷ niệm năm xưa đành chôn giấu. Vì anh nuôi lắm tình si, từ nay thôi nuối tiếc làm chi. Nhiều đêm thao thức mãi chờ chờ để hồn dâng lên niềm cay đắng. Tôi không còn yêu em, đã quên hết những ưu phiền. Tôi không còn yêu em vì em phá vỡ ân tình. Giờ này đời như đã vắng đi tiếng cười, đừng
rơi, chỉ thêm bao xót xa mà thôi. Giờ này đời như đã vắng đi tình cười, đừng nên thương xót xa không rời, chỉ thêm bao xót xa mà. Tôi không còn yêu em, chỉ trong bài hát thôi nha. Ngoài không có nha, ngoài phải yêu mình đó, phải yêu mình đó, phải yêu mình đó. Nhà bắt chước như Loan. Sao mà hát với mình nhắc tới người nữ khác thì trời. Quên. Phải yêu mình chứ. Xí xí. Vân có biết không, cái lần đầu tiên Don gặp Vân là một cái lần đó Don... một lần đó không hiểu, không biết tại sao Don hát ở một cái vũ trường khác, mà bữa đó có vũ trường Obakara ở Orange County ở miền Nam Cali, người ta mở cửa thứ năm thì phải. Cái anh Chí Tài, lúc đó ban nhạc Chí Tài Brothers với lại chị Phương Loan trụ trì ở Obakara rủ Don tới chơi. Thì Don tới đó cái ngồi chơi, anh chỉ lên đàn hát, cái Don ngồi chơi dưới, cái tự nhiên ngồi cạnh cái cô ca sĩ nào á, có ngồi có rút người lại vậy nè. Rút người lại vậy nè. Cái tự nhiên cái tối đó cái nói qua nói lại cái quen, cố quen sơ sơ thôi. Cái cuối chương trình cái tự nhiên cô nói chuyện với Don, cái tự nhiên cái cô tâm sự loài chim biển ngoài nhạc anh Chí Tài rơi. Cô tâm sự mà giọng cô nhỏ, Don nghe gì trơn, Don phải lý cái tai vô để cô Don biết không. Cô tâm sự xong cái tự nhiên ngồi khóc hú 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 hú, cái nó trời 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 trời. Nếu nó kể xấu người ta nha. Cái bà gì lúc đó là bé này, chứ còn giờ mới là bà, còn lúc đó là bé. Mới quen chứ mới quen tức thì tự nhiên gục đầu vào cái áo mình khóc hú hú hú, cái mình không biết làm gì, nó chết. Cái chuyện gì. Tức là tối đó không biết Vân nhớ không, tối đó là cái người đó là Vân, mà tối đó Vân tâm sự loài chim biển, tự nhiên cái chắc là làm ở đó cái chất chứa bao nhiêu cái mà ốt ức, cái dồn ra cái tiếng, cái gặp người cái tiếng mình ngồi bên cạnh cái đổ hết cho mình vậy đó. Cái Vân nói là Vân hát ở đó rồi Vân bị những người ca sĩ khác rồi đầy, rồi có bài đi lên hát rồi bị la rồi cái gì phải không? Đơn biết không, nó nghe nào. Mình thì yêu Don từ thuở ấy. Ủa, đang nói chuyện sao? Không, tại vì lúc đó đó Vân chẳng có ai hết á. Một mình mới lúc đó hình như mới có 19 tuổi hay bao nhiêu mà đi qua bên Cali, thì Vân ước mơ của Vân rất là cao, mà Vân là một cái người mà tuy nhìn như vậy nhưng mà Vân rất là mơ cao. Nhìn như vậy làm sao? Như vậy như con mèo, nhưng mà hồi xưa nhìn giống mèo chứ giờ chắc khác rồi. Nhưng mà Vân nói là tại vì lúc đó đó không biết làm sao á, mà Vân cũng đã biết Don hát sơ sơ trước đó rồi. Cái xong Vân nói ô trời, cái người này cái giọng man quá. Mà thiệt á, tại vì Vân không có tiếp xúc với Don, mà lúc đó mình cũng chẳng có biết ca sĩ nào, chứ toàn là bậc cô chú bác rồi đàn anh đàn chị, mình chỉ là một cái người rất là nhỏ nhoi. Nên á, cái lúc đó thì mình cũng chưa có nói tiếng Việt Nam rành, thì mình cũng chập chừng đi hát thôi. Thì mình cảm thấy là mình có thể là không có cơ hội, là tại vì mình, you know, just nobody. Được vô vũ trường là tức là có cái cơ hội đầu rồi. Thì hát cái đó thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đó nơi 4 đêm. Wow. Mà chỉ có 2 cái áo à. Nghèo muốn chết luôn. Hát cái xong cái bắt đầu là 2 cái áo đó cứ rotate, là có nghĩa chuyển qua chuyển lại vậy đó. Ai mới đi hát cũng nên mình cũng mình cảm thấy mình tủi thân chứ, tại vì mình nhìn bao nhiêu người cô khách chị khác đẹp quá trời lộng lẫy này kia, nhưng mà mình nghĩ ồ thôi, đây là một cái thử thách trong cái giai đoạn mà cuộc đời của mình sẽ nó đi về đâu. Thì lúc đó tình cờ thì bị trùng bài, thì bị la gì đó mà la trước mặt khán giả, nên ôi, trước mặt khán giả luôn. Trước mặt khán giả cái chỗ lông nghe khóc luôn. Lông mèo nó rớt xuống nữa vậy. Nói còn linh hồn của anh Chí Tài tội nghiệp ảnh lắm, ảnh mới nói Vân vô đây
cái anh cũng dỗ mình, cái anh nói thôi đừng khóc em, không gì đâu em, cái này là chuyện bình thường xảy ra, không có gì hết trơn, trời trời, đúng. Anh nói cách anh nói, cái xong cái mình cảm thấy mình cũng tủi thân, nhưng mà mình nghĩ thôi đây là một cái thử thách nên mình phải cố lên để mai sau này mình phải better, mình phải tốt hơn, không tại vì cái gì nó cũng là thử thách hết trơn, cả cái tình bạn của hai mình cũng vậy. Nên lúc đó Vân rất là, cái này là Vân chưa bao giờ nói đo, tuy mình đã quen nhau mấy chục năm rồi thì, nhưng mà lúc đó Vân rất là nể Don và Vân cũng rất là tri ơn Don. Thiệt, lúc đó you cũng giúp mi nhiều lắm về cái tư tưởng, về cái suy nghĩ và đừng có buông xuôi ha. Nhưng mà Vân nghĩ nghệ sĩ nào cũng bị cái này hết chứ không phải riêng, không phải một mình đâu, nên mình cũng bây giờ mình mới ngẫm ra là ai cũng làm sai, ai cũng này kia hết. Nhưng mà cái quan trọng là sau đó đó mình sửa đổi và mình như là người thế nào thì cái đó mới là như vậy. Nên cái cách sống của Vân rất là, Vân rất là tự tin là khi mà mình thật sự làm việc tốt đẹp, mình tâm tốt, mình lúc nào cũng muốn cái gì nó cũng tốt đẹp thì những cái tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Thì bởi vậy cho tới ngày hôm nay thì Vân rất là may mắn, cả cái trung tâm Vân hát hồi xưa ở Asia, rồi xong rồi bây giờ được Don là một người bạn đã đi suốt bao nhiêu cái đoạn đường mình, anh hai anh em mình đi hát chung với nhau, rồi xong rồi bây giờ được ngồi ở Music Box của Thúy Nga cũng là cái duyên. Và Và những cái gì mà Vân nghĩ là Vân không có làm sai, mình sống đúng, thì ơn trên sẽ cho mình những cái gì mà tốt đẹp nhất có thể. Thì I just wanna say I love you. Cảm thương ơn. Don nhiều lắm á, chưa bao giờ nói luôn á. Bữa nay mới nói mà nói tất cả cho mọi người nghe luôn. Bữa này hơi có nhiều cái đầu tiên. Chưa bao giờ gọi mình bằng anh nha, nãy anh Vân, em mình. Vân muốn gọi Don bằng anh muốn chết, mà lúc nào Don cũng nói Don, vân. Cái mình nói ô chết, nếu mà mình kêu him bằng Don ở anh thì anh nghĩ là mình cua ảnh không ta, mà mình thích ảnh không ta, you know. Gọi tên mới là cua đó. Mà nãy giờ Vân nhắc tới Music Box để đồng mét với tất cả mọi người. Lâm Thúy Vân lần đầu tiên vào Music Box hồi nãy giờ ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ, được ô bế từ cọng tóc cho tới cọng lông mi cho tới cái môi cho tất cả mọi thứ. Don Hồ ngồi bệt ở đây không ai thầm phải, một tiếng rưỡi đồng hồ. Don đẹp trai. Don không có cần cái kiểu sự giúp đỡ như Vân. Vân là nhiều cái phốt quá nên phải nhưng mà Vân cũng cảm ơn Music Box đã chăm sóc cho Vân trong như ngày hôm nay á. Vân cũng cảm động lắm luôn, nói hồi tôi khóc ráng chịu giờ Don được nói được. Bây giờ coi vậy chứ cũng mất ước lắm. Quá trời mất ước. Nãy giờ mình xong ca rồi, bây giờ cái phần chắc cũng phần cũng có nhiều người mong đợi là bây giờ là phần solo của Vân. Bây giờ Vân giới thiệu bài cái tiếp của Vân đi. Cái bài mà Vân luôn luôn được, Vân có thu băng rồi, mà cái bài này là của nhạc sĩ Ngọc Trọng. Anh là một người rất là dễ thương. Vân được tiếp xúc với anh. Anh Ngọc Trọng ơi, I love you anh. Anh được tiếp xúc với ảnh, mà ảnh là một người rất là tuyệt vời, cũng đàn cho mình hát rồi, qua rồi anh em với nhau. Thì nếu mà quý vị không, chưa ai biết á, thì anh Ngọc Trọng là em ha, của anh Nguyễn Ngọc Ngạn. MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Em MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Nên anh, em xin phép anh Ngọc Trọng hôm nay á, em hát cái bài này để cho Music Box, thì mong rằng là anh sẽ thích nha. Anh biết em tình cảm lắm nên bây giờ em sẽ hát hết với tình cảm của em, hết trái tim của em. Chưa giới thiệu tên bài. Cái bài đó là Ân Tình Mong Manh của nhạc sĩ Ngọc Trọng. Cho dù xa nhau, tình
xóa mờ những đêm buồn, ngồi mình mang tiếc nhớ ân tình cho anh. Tuổi xuân trắng ngần ân tình cho anh, sâu giấc ngút ngàn ngày nào đôi lứa sống trong mơ mộng tràn chứa nỗi vui đớn đau ra rời. Anh ở nơi nào đắm say với ai, ngày nào hạnh phúc nay đã phôi pha. Những đêm giá lạnh, những đêm nhớ anh, hồn em chỉ rồi yêu mãi mãi. Anh ở nơi nào có nghĩa lá rơi, vòng tay ân ái tiếng hát lá lời. Những đêm giá lạnh, những đêm nhớ anh, hồn em chỉ Manuel Casino, bây giờ là Yamava Resort and Casino at San Manuel. D&D Gel là một trong những công ty lớn nhất thị trường, sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Sản phẩm của D&D Gel được ưa chuộng vì 100% gel, dễ sơn, không rút, bền và nhiều màu sắc đẹp. Bột dip D&D dễ dip, màu sắc matching với gel. Chúng tôi luôn chú trọng và quan tâm chất lượng để phục vụ các tiệm nail. Hàng trăm ngàn cặp gel được sản xuất và phân phối khắp nơi trên thế giới mỗi ngày. D&D Gel cho mọi tiệm nail. Hay quá. Vỗ tay cho bạn mình. Cái thời thập niên 90 là cái thời cực thịnh của nhạc vàng ở hải ngoại ha. Những cái bài rất là hay,
cũng như như là bài của anh Ngọc Trọng Ân Tình Mong Manh vừa rồi. Ngoài anh Ngọc Trọng ra, thời này là thời cực thịnh của nhạc sĩ, những người nhạc sĩ như là nhạc sĩ Đức Huy, nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Alan Nguyễn, Trần Hoàng Nam, úi nhiều lắm, anh Sĩ Đan nè, anh Vũ Tuấn Đức nè, chị Lê Tuyến Hương, anh Trịnh Nam Sơn, nữ ca sĩ Nguyệt Ánh, Lê Xuân Trường, rồi Hoàng Trọng Thụy, nhiều lắm. Bây giờ kể ra thập niên 90 thật rất sự là nhiều kỷ niệm hả Đan? Rất là nhiều. Và mà cái thời đó nhạc hay, Đan thấy thời đó nhạc rất là hay, nghe lại cái mình nhớ lại cái thời mà mình hát phòng trà. Thì đúng rồi. Đan hồi nãy Đan ngồi Đan coi Vân, cái Đan nhớ Đan so sánh cái hình ảnh Vân bây giờ với hình ảnh của cái cô bé mà hồi nãy Đan kể đó, đứng trên sân khấu Obacara nhỏ xíu mà cái giọng mạnh thiệt mạnh vậy đó. Mà thấy Vân không có thay đổi nhiều mà thì cũng có thay đổi đó. Nhưng mà thì ai mà chả thay đổi, nhưng mà không nhiều lắm, vẫn nhận ra. Có một cái là không có thay đổi là vẫn mê đó. Ôi trời, cảm ơn. Thời đó Don cũng lên từ phòng trà, Don đi hát từ vũ trường lên, Vân cũng từ vũ trường. Vân là chỉ có cộng tác với Obacara hả? Chị cho trong có thời gian 6 tháng hát. Ồ, chỉ có 6 tháng thôi. Chị có 6 tháng hát ở vũ trường thôi. Nhưng mà 6 tháng đó nó dài giống như là mấy năm trời. Ồ, Vân thấy vui hả? Cái thời gian đó hát vũ trường cũng, Đó thấy vui quá trời. Cũng vui. Nhưng mà mình cũng nhưng mà thật sự ra đi hát lúc đó gặp Don á là không, mà nhiều bài đó nó hay lắm. Cảm ơn Vân. Nhưng mà mình không có được cộng tác chung một vũ trường ha. Don Vân là Obacara là một chỗ riêng. Don là bắt đầu từ Sài Gòn Cabaret của chị Lệ Uyên. Sau đó rồi Don được cộng tác, mình không kể những cái chỗ nhỏ phòng, những cái chỗ cà phê này nọ mình không kể. Nhưng mà Don có biết không, Vân nói cho Don nghe này, trước khi Vân nhớ lại là trước khi Vân hát ở Obacara đó, là hình như là chị Khánh Hà ban nhạc Uptight đó, họ có một cái club ở dưới gần Los kêu là cà phê Tùng. Thì Don biết không, lúc đó trời Vân hát không ra gì, cũng không biết hát gì, mà cứ tối ngày xin lên hát cái bài Casablanca một. Bây giờ không biết chị Khánh Hà như chị Lưu Bích rồi còn nhớ không, nhưng mà hát thường câu đi. I fell in love with you watching Casablanca. Đó, cứ hát cái bài đó, hát đi hát lại hoài. Chỉ có một bài đó mà không ngờ là sau này là mình cũng được quen biết, chứ gặp đó, lúc đó là gặp chị Khánh Hà, chị Lưu Bích, anh Tú đồ, rồi trời ơi mình run muốn chết luôn. Thời đó cà phê Tùng rất là nổi với trong giới trẻ. Mà Don thấy hát vũ trường nó vui lắm, tuy là có những cái lúc buồn lúc vui, nhưng mà lúc buồn giờ mình quên mất rồi. Don nhớ những lúc vui sau Sài Gòn Cabaret, Don được cộng tác với Đêm Đông Phương, với Ritz, những cái chỗ mà Don không bao giờ Don nghĩ là sẽ có một ngày. Nhiều khi mình đi chơi, mình đứng dưới sân khấu, mình ngó lên ca sĩ trên nó hát, mình há hốc cả miệng, ánh đèn ấy, mình mơ màng, nó trời ơi, mình không dám nghĩ tới một ngày nào mình đứng trên sân khấu đó luôn. Mà cuối cùng mình cũng được đứng trên sân khấu đó. Và cái thời đó chắc thời nào cũng có, nhưng mà thời đó có những người ca sĩ, người ta cũng đặt nhạc, và cũng những cái bài, có những cái bài rất là nổi tiếng, tuy là không có chuyên nhiều nhưng mà cũng không nổi tiếng. Thí dụ như là cái thời Don làm ở Đêm Đông Phương thì anh Duy Quang, thời đó là anh chủ của vũ trường Đêm Đông Phương, thời đó anh cùng với luật sư Lê Trường Xuân, rồi anh cái thời đó anh nổi với cái bài Kiếp Đam Mê. Và Don thấy hôm nào mà anh hát là cũng có khán giả, tại vì khán giả đâu có phải là khán giả của Orange County không. Khán giả nhiều khi những tiểu bang khác người ta tới là ai lên cũng đẩy giấy lên yêu cầu. Anh Duy Quang là một là Tuyết Rơi, Ngoài Kia Tuyết Rơi đầy, hai là Kiếp Đam Mê. Có hai bài đó thôi. Anh vô anh nói Kiếp Đam Mê hát hoài. Trời ơi, mình cũng nghĩ là tối đêm nào cũng hát Kiếp Đam Mê, nhưng mà thật sự ra những người từ tiểu bang khác tới ai cũng mê cái bài đó. Thì hôm nay một lớp người khác người ta muốn nghe, mai một lớp người khác người ta muốn nghe lại. Thì hôm nay Don hát đi. Chắc chắn phải hát. Thì cái bài đó Don nghe tới nghe lui hoài, cái nó nhập vào đầu mình hồi nào không hay. Và có một lần Kiếp Đam Mê là một trong những nhạc phẩm Việt Nam đầu tiên mà Don được thử nghiệm với Trung tâm Giáng Ngọc. Với Trung tâm Thúy Nga thì Don được thử nghiệm hát tiếng Việt, tức là Don hát thời đó Don hát nhạc ngoại quốc nhiều, nhưng mà hát tiếng Việt thì Kiếp chung với Trung tâm Thúy Nga thì Don được bài bài của nhạc sĩ Ngô Thủy Miễn, Tình Khúc Buồn, Em Như Một Nụ Hồng, và bài
Kiếp Đam Mê là bài Don hát đầu tiên với Trung tâm Giáng Ngọc. Và tại trung tâm nói là thời đó trung tâm Giáng Ngọc nói là làm một cuốn nhạc Việt Nam đi, hát nhạc ngoại quốc bài. Cái nó trời mình hát vậy mà cũng cho mình hát nhạc Việt Nam. Cái nó là cái hồi cái mình định cãi lại, nhưng mà hồi mình nghĩ ủa cho mình cơ hội thì tại sao mình không làm. Và Kiếp Đam Mê là một trong những cái bài đó. Thì hôm nay Don xin phép Vân, xin phép quý vị, Don xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất là nhiều kỷ niệm của Don, được viết bởi ca sĩ Duy Quang, nam ca sĩ Duy Quang. Xin mời quý vị thưởng thức Kiếp Đam Mê. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, cho tôi còn được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Xin dạ từ ngày tháng dòng trời, đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm long đong. Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than vãn và không trách oan, cho tôi chọn một kiếp đam mê. Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi, môi em run nỗi đau tuyệt vời khi màn đêm phủ lứa đôi, là thời gian cũng như ngừng trôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy, trong tay người hồn sẽ cuồng say, bao khốn khó vụt bay. Tôi không cần và nghi ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi vẫn cứ đợi mong. Tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người có yêu tôi, may ra còn được chút tình vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Căn phòng này đơn côi, môi em run nỗi đau tuyệt vời khi màn đêm phủ lứa đôi, là thời gian cũng như ngừng trôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy, trong tay người hồn sẽ cuồng say, bao khốn khó vụt bay. Tôi không cần và nghi ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi vẫn cứ đợi mong. Tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người có yêu tôi, may ra còn được chút tình vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi.
nhạc The Brothers Band. Vẫn biết cái bài này đón nghe anh Duy Quang hát ở trên sân khấu của Đêm Đông Phương. Anh đứng cái dáng anh cao cao mà anh đứng anh hát, anh làm gì hết mà nó phê gì đâu. Cái sau đó cái đón được đón được nhận vô vũ trường Ritz lúc mà Đêm Đông Phương đóng cửa rồi. Thì ở vũ trường Ritz thì có chị Carol Kim, chị hát bài này cũng rất là hấp dẫn. Đón thấy bài này ai hát cũng hay. Mà cái thời đó nó giống như cái phong trào, cứ có cái bài nào ra hay là sau đó cả ngàn ca sĩ ùa hát bài đó, giống như hồi nãy Trái Tim Ngục Tù. Thì yes. Đón hát bên Thúy Nga, Vân hát bên Asia, cứ mỗi một bài ra là ca sĩ này tới ca sĩ kia hát, khán giả thích người nào thì người ta kiếm người đó người ta nghe. Mà thì hồi xưa đó, nói tới Trái Tim Ngục Tù, mấy cái bài mà mình hát chung nó có nhiều bài mà hai đứa mình hát chung nhiều lắm mà không có dịp mà để quay hình. Nó là bây giờ làm luôn đi Don. Giờ mình mấy cái bài mà giống như là hồi bữa mình nói là như là Cổ Úa nè. Mình trước tiên đó là cái bài đó hình như là Vân với Don là mình thu âm đầu tiên đúng không? Xong cái tức là cái tôi không biết là cái idea của ai đó, nhưng mà idea là ý kiến của ai đó, nhưng mà từ một cái bài mà đơn ca mà nó thành một cái bài song ca mà Don với Vân là cái người khởi đầu cho cái Cổ Úa, mà sau này Don thấy bao nhiêu người hát Cổ Úa nó thành song ca luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cái bài đó thì thật sự ra mà hát với Don nó thì phi quá trời luôn, mà không biết sao Kỳ Vân cũng hát với nhiều người lắm mà cũng good, nhưng mà hay là chắc tại vì cái nội tâm của mình thích ai đó không có, tự nhiên mình hát cái tự nhiên mình chắc là gì đó gì vậy đó. Mà Vân biết sao không? Hồi nãy Vân nói giống con mèo đó, nhớ không? Yeah. Mà cái tự nhiên cái Don nhớ tới một cái chuyện là quen cái Vân lúc nào Lâm Thúy Vân là cũng nhỏ nhẹ dễ thương, rất là nữ tính. Don ơi Don, lấy cho Vân cái này đi. Cái từ từ cái từ từ qua năm qua tháng, cái quen từ từ cái giọng cái từ từ nó to lên, nó không có Don ơi Don mà nó Don ơi lấy cho Vân cái này đi. Rồi cái từ từ cái quen nữa cái nó trở thành Don lấy cho Vân cái này đi, làm như Vân quên từ từ Don ơi lấy cho Vân cái này đi. Cái tự nhiên cái đang nói Don cái la to lên vậy đó, cái tự nhiên có phone reng. Cái Lâm Thúy Vân nhấc cái phone này. Hello. Cái nó ủa gì kỳ ủa gì kỳ vậy? Con mèo trở thành con báo rồi. Không có được nói ở đây. Nhưng mà nên biết không, tại vì Vân là I'm very like, giống như là đang như cái tính của mình thôi, tự nhiên mình excited, cái nó chào lên từ từ. You know, I'm very emotional. Người gì đâu mà emotional, là giống như là emotional thế gì nam sao hả? Emotional cũng như là không nhớ, không biết, mà rất là moody, không, cái moody khác, emotional là khác, rất là cảm tính. Nhưng mà Vân nói thiệt, hát với Don á, Vân feel giống như là mình được hát với một người mà bảo vệ mình. Ủa, tại vì biết sao, cái giọng của Don á, có thể là cái giọng của Vân nó nhẹ quá, you know, nên mà Vân mà hát với giọng nhẹ nữa thì nó sẽ không có xin lỗi nha. Nhẹ con khỉ, nãy giờ ngồi hát mà điếc cả tai luôn. Ồ vậy hả? Ủa Vân thấy con giọng Vân yếu rồi Don. Có đâu mà. Hồi xưa đi hát ai cũng nói giống như con mèo hết trơn. Đó, đang nói về con mèo. Như trước có hai anh em hay hát về nhảy, như Ryan Hansen Trương đó, có một lần hát ở đâu đó, cái gặp Lâm Thúy Vân, cái bu lại Vân, trời ơi chị đẹp quá, chị giống con mèo quá. Cái tự nhiên nó nói, ủa, này là khen hay chê ra, con mèo là khen hay chê. Con mèo là giọng yếu á. Không biết khen hay chê. Mà bị ngọng tùm lum la hết trơn, Don cũng thấy, mỗi lần như Don cũng chỉ Vân nhiều thứ lắm chứ bộ, Vân cũng cảm ơn Don đó. Nhưng mà you know, chắc trong thời gian thì cái giọng của mình nó biến chuyển. Chắc chắn. Nó biến chuyển hơn. Thì nó yeah, nhưng mà thôi, bây giờ chắc mình đi vô bài này đi. Quý vị biết không, có một bài á, mà Vân với Don hát á, mà lúc nào hát với Don Vân cũng say đắm hết trơn hết á. Cái này là lúc đó là năm chắc thập niên 90 luôn á. Nghĩ chắc 94, 93, 94. Đâu đó đó, lúc đó Vân mới vừa nổi tiếng cái bài Cơn Mưa Hạ xong. Đó, thì bởi vậy bây giờ mà Vân nghĩ đó, trong cái chương trình này đó, Vân với Don muốn gom lại những cái kỷ niệm. Quý vị có thể thấy Vân với Don đi hát đồ này kia, nhưng mà chắc chắn là trong cái lịch trình mà như là bao nhiêu cái năm qua mà hai đứa đi hát đó, tụi này có rất là nhiều kỷ niệm rất là thăng trầm, những cái đời tư
cũng như là Vân rất là may mắn được biết bố mẹ của Don. Rồi xong rồi Don cũng biết mẹ của Vân. Đó nên Vân cũng rất là quý. Mà cái hành trình mà hai người mình quen nhau á, Vân nói thật là luôn luôn á, lúc nào Vân cũng, Don cũng là một cái thành phần mà rất là quan trọng và important trong lòng của Vân. Nên đây là những cái tình bạn đó quý vị. Nghệ sĩ các em ở đây rất là tình cảm. Có đôi lúc mình xuất phát theo tình cảm, mình làm những cái việc, nhưng mà dưới đa số là tụi này rất là tình cảm. Ai nói gì chút vui thì cười ha ha ha, mà buồn thì sẽ khóc ha. Đây là Vân nước, là như vậy đó. Vân quý vị đừng có lo. Vân mà vui thì quý vị sẽ biết, mà Vân là buồn thì quý vị sẽ biết, tại vì nó lộ hết, có nghĩa là những cái cảm xúc của mình nó đều nằm ở trên cái tay áo của Vân hết trơn, giống như người Mỹ nói vậy đó. Nên đây là một cái chương trình xin phép quý vị là tụi này tự lựa chọn bài để gom lại những cái kỷ niệm. Dĩ nhiên có nhiều bài lắm tụi này đã hát qua, nhưng mà mong rằng là sau đây là cái bài Cổ Úa của cố nhạc sĩ Lam Phương, một người rất là đa tài mà Lâm Thúy Vân luôn luôn yêu mến. Nên mong rằng là cũng có nhiều người hát rồi, nhưng mà đối với Don với Vân á, là đây là một cái kỷ niệm đẹp riêng cho hai đứa, thì mong rằng là quý vị cũng sẽ đón nhận và cũng nhớ lại những cái kỷ niệm của mình trong cái thập niên đó. Và sau đây là liên khúc của hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm Cỏ Úa và Phút Cuối. Xin mời tất cả quý vị. Thầm nhớ mình đã thân quen, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc anh đi trong rìu cây mênh nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi anh làm thơ, có biếc tương tư vàng úa, mộng sẽ theo đi để nghe đời lầm lỡ. Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ. Đừng níu thời gian cho thêm sầu. Thank you.
một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lộng lộng chiều mưa nhớ một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho anh, hay lệ này cho em, khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc. Đêm cuối cùng bên nhau, biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bên. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của anh cùng ai trên đời, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi, là hôm tiễn anh nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. San Manuel Casino bây giờ là Yamava Resort and Casino at San Manuel. Rồi, chúng ta vỗ tay cho nhau. Hồi nãy có nhắc về khóc mít ướt. Đoàn nhớ có một lúc mình đi một đi show đâu ngoại quốc đó, đông quên được, hình như đi Úc. Cái chuyến đi Úc đó mình phải đổi máy bay ở đâu á. Lại nói xấu mình nữa. Không, cái này. Nói xấu. Bữa nay quý vị ơi, Đoàn là một lần luôn, nói một lần luôn, tung ra hết luôn, nên quý vị đừng có. Không, cái này không có xấu. Tức là để cho quý vị thấy Lâm Thúy Vân mít ướt cỡ chừng nào. Thì hôm đó cái đang ở trong mình đổi chuyến máy bay ở đâu đó đi Âu Châu, Sydney. Cái Đoàn thấy Lâm Thúy Vân ôm phone, không biết Lâm Thúy Vân ôm phone gì đó, thì Đoàn để cho Lâm Thúy Vân để yên, mình đi ra mình lấy đồ mình ăn, mình đang ăn cái tự nhiên cái thấy Lâm Thúy Vân tự nhiên thấy ngồi khóc tiền bơ à, cái nó chết cha. Lâm Thúy Vân cái đang ngồi đang ăn mà nó nói, ủa Lâm Thúy Vân mới nói chuyện với ai, có thể là gọi về mẹ, gọi về gia đình, mà tự nhiên sao bây giờ khóc. Cái đó nó ủa Vân Vân chuyện gì vậy. Cái Vân nói không có chuyện gì hết, Đoàn đi Đoàn ra đi. Cái Đoàn nói no, Vân mới có cái chuyện gì vậy, có chuyện gì xảy ra không, Vân phải nói cho Đoàn biết chứ, bây giờ làm sao Đoàn bỏ đi được, cái tự nhiên đi chung nhau rồi Vân ngồi Vân khóc, Đoàn không biết chuyện gì. Cái Vân thì Vân nói đi đừng khóc nữa, đừng đứng với Vân nữa, đi. Cái đó nó ủa mà cái hồi Vân nói là không có chuyện gì xảy ra đó, Vân coi phim bộ Vân khóc. Cái nó trời Đồng Nhi, trời ơi khổ quá anh ơi. Ngồi khóc tỉnh bơ giữa cái lao cho hú hú hú
tóc ngắt mũi. Nhưng mà thôi đừng có nói mình khóc hoài, nhưng người ta nói mai mốt đi đâu Vân cũng bị chọc là cười. À, chưa đã khóc rồi còn sợ ma nữa. Trời ơi, nữ thần sợ ma. Ma ơi. Giờ hết sợ rồi, hết sợ rồi. Còn hết sợ. Cũng sợ chút chút. Sức mấy mà hết sợ. Có một lần mà mình đi Âu Châu, cái trong một cái chuyến đi Âu Châu thì chuyến đêm mà Đòn, bữa đó Đòn làm mất hồn luôn. Nó. Thôi Vân sắp chết luôn. Tức là bị xuyễn, nó lên cơn xuyễn luôn. Cái thời thập niên 90, những cái chuyến đi nó rất là lâu, đi 3 tuần mà chỉ có hát cuối tuần thôi, thành ra giữa tuần mình có được những ngày nghỉ. Thành ra hôm đó hát bên Đức, hát xong bên Đức rồi cái Vân rủ Đòn đi qua Paris hát. Chơi, đi qua Tây chơi, cái mình áo trùi, ui tháp Eiffel đi chứ ở đây buồn quá, bên Đức buồn quá. Cái đi hai đứa lấy vé xe lửa. Vé xe lửa hình như cái vé hạ, đông nhớ hình như mình lấy hạng gì mình được có cái phòng mình riêng. Mình lấy hạng cái cabin á. Dạ dạ, mình được cái phòng riêng. Cái mà sao nó tối thui, cái phòng đó bị ám hay sao, sợ quá. Thì cái phòng cái đèn nó cũng mờ mờ thôi, thì cái xe lửa mà chứ bộ muốn nó sáng choang như trong này hả. Thì đang ngồi cái là ngồi lâu quá buồn, cái tự nhiên nổi hứng cái dọa ma chơi. Cái dọa ma cái đon đang ngồi về cái đon. Trời đất ơi, con mắt khủng khiếp. Đon có biết là con mắt của Đon khi mà trợn lên mà trong bóng tối cái đèn mờ bập bập bập. Ngồi Đon ơi, con tưởng Đon bị nhập hay gì mà. Thì chừng mình giả mình bị nhập để mình dọa mà. Mình bừ, cái tự nhiên bóp một cái gì băng lên trên. Ủa gì vậy? Để cho Vân kể cho tá quả tam tinh. Không hiểu, tại vì Đon phải nói từng cái khúc một để cho khán giả mới nghe mới hiểu. Đon kể như vậy là không tự nhiên một cái con nhỏ nó quăng nguyên chiếc già vô mặt cái của người bạn nữa. Cái guốc cao lắm quý vị ơi, mà hên ghê không chảy máu. Em đang ngồi dựa vô ngủ, tự nhiên cái mình cảm giác như có người đang nhìn mình, mà trong cái đó đâu có ai đâu, chỉ có hai người đây thôi à. Cái xong cái ngồi cái mình nghe Vân. Cái mình nói ôi trời ơi, Vân. Cái xong cái mình say quá, mình thấy ông chàng này ông ngồi vậy là mà con mắt trợn lên, xấu thì là xấu mà sợ thì là sợ. Nói trời, gì vậy Đon, gì vậy Đon, Đon gì Vân này, này Vân, trời em muốn chết luôn. Trời, lên cơn xuyễn, đứng tim là Vân lại bị xuyễn. Vân hát như vậy đừng nghĩ là phổi Vân tốt, nhưng mà thật sự ra Vân bị xuyễn cực kỳ. Nên trời, lúc đó không thở được luôn Đon, dọ kiểu đó, ngày nào mình chết là bắt đền á. Nên quý vị biết không, Đon sau đó đó là đi vô thang máy này kia là Vân không bao giờ muốn đi chung với Đon mà vô mấy. Mà Đon cũng không bao giờ dọa ma, Vân nó không bao giờ mình học một Lâm Thúy Vân mà một khi mà lên cơn sợ ma rồi, cái gì mà nằm trong tầm tay là cầm lên quăng, không cần biết. Cái guốc nó cao mà nó nhọn gì này, may mà nó không cắm, như mấy cái phim ma nó cắm vào đầu mình, may mà nó không cắm. Hỏi sao chỉ, xui. Nó chỉ bắn cái bóp một cái mình té, mình tá hỏa tâm tinh, không biết cái gì nó Vân mà tình ra. Chớ có bây giờ mà. Nên quý vị biết không, Đinh, tụi này cũng vui lắm. Tụi này có nhiều cái kỷ niệm rất là vui mà nhiều nữa. Và hy vọng là sau này có dịp mà mình sẽ kể thêm nữa. Chứ bây giờ mà ngồi kể hết bao nhiêu ngày nó vẫn không hết đủ. Chuyện đâu. Chuyện rui rồi, bây giờ tới hát. Hát gì bài, bài kế tiếp của Vân đi. Ồ, đúng rồi. Vân hát đó, cái bài này nè. Bắt đầu đó, đang chuyện vui đây. Thì hồi nãy giờ người ta excited thì người ta phải nói một cái tông khác, giống như là giống rồi bây giờ mình bình thường trở lại, từ mình hát cái, mình nói cái tông khác. Còn mình này hello hi. Rồi xong rồi bây giờ là Lâm Thúy Vân xin gửi đến quý vị là một cái bài hát rất là dễ thương. Lâm Thúy Vân cũng hát cái bài này trong thập niên lúc đó là thập niên mấy nhỉ, gần năm 2000, thì nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn đã viết cho Vân một bài rất là dễ thương. Cuối thập niên 90 mà Phạm Khải Tuấn đã biên rồi đó hả? Đơn tưởng Phạm Khải Tuấn mới sau này chứ. Không, gần hai năm 2000 á, Vân nhớ là năm 2000, năm con đó là năm con rồng, nhớ rồi là không nhớ năm Vân mà nhớ năm con rồng. Vân nhớ năm 2000 là năm con rồng, Vân thích rồng lắm. Nên ok, so anyway, Vân, cái bài mình gặp nhau năm con mèo, không biết năm con mèo là năm thôi được. Thì có một cái bài tên là mang tên là Chia Tay. Ôi mà Vân nói thiệt nha, cuộc đời của Vân á nó ngộ lắm. Cứ mỗi lần nó tới một cái khúc nào đó, mình sẽ hát một cái bài buồn thảm, thiệt là buồn, thì nó dính líu tới cái cuộc đời của mình. Tức là mới chia tay ai đó hả? Giống như là cái bài Cơn Mưa Hạ đó.
Nhưng mà cái bài mà chia tay đó là cũng như một cái giai đoạn đó mà Vân cảm thấy về sau này hơn thì coi như là nghệ sĩ Vân rất là tin vào cái điểm là giống như là một cái giai đoạn của cuộc đời mình, khi mà mình hát có một cái bài nào là tự nhiên mình cảm xúc dễ sợ, là tại vì quý vị biết không, dựa vô cái cuộc đời của mình thì em không biết phái nam sao chứ phái nữ tụi em tình cảm lắm, nên Vân bây giờ Vân nghĩ soi lại đó là khi mà mình buồn á, là những cái giây phút, những cái lúc mà mình sẽ hát hay hơn. Không phải hay nhưng mà tình cảm nhất, là tại vì mình có thể cũng như là đợi khỏi cái đi bác sĩ để về chợ tâm lý, hay là cái buồn một cái giai đoạn khó khăn gì đó, khi mà Vân hát đó, khi Vân buồn Vân hát thì Vân sẽ đỡ hơn. Thì đó là một cái tính của Vân. Thì bài hát sau này đó, anh Phạm Khải Tuấn viết cái bài đó, thì bây giờ Lâm Thúy Vân xin chia sẻ cùng với mọi người để nhớ lại những cái kỷ niệm của mình, vui hay buồn hay gì đó, một cái cuộc tình nào đã lỡ dở dang hay cái gì đó. Nhưng mà quý vị biết không, Vân luôn ghi nhận những tình yêu mà không thành, là đó là cũng một cái tình yêu mà đẹp nhất, một những cái giai đoạn gì đó trong cuộc đời của mình đó. Những tình yêu không thành, không thành thì rồi bây thôi giờ, mình chia giờ cho hát nha, cho hát cho em xin hát bài này để tặng đến tất cả mọi người. Tâm hồn em, dù thương anh trái tim quặn đau, dù cho anh chẳng mong tình em. Anh bỏ em đi với duyên tình ai, lừa con tim đã yêu mình anh, thời gian qua đã đau vì anh. Anh còn ham duyên quên tình em, tràn nhung nhớ ân tình chặt ngất, cùng chân gối quên mùi ái ân. Dù lòng chua xót, người yêu hỡi cách xa anh nào em nỡ, cố quên ân tình đã vỡ tan tành, chẳng gặp anh nữa lòng tan nát. Biết sao khi lòng anh đã đổi thay theo tình duyên mới mong mai. Xa anh rồi, thôi xa anh rồi, tình chúng ta nay đã hết rồi. Xa anh rồi, thôi xa anh rồi, những phút vui sao qua trong vội, đời mất vui vì tình gian dối. Người sẽ đau vì còn yêu nhau, tình chua cay mà tim sao vẫn cứ yêu tình ai, lửa con tim đã yêu mình anh, thời gian qua đã đau vì anh. Anh còn ham duyên mới quên tình em, tràn nhung nhớ ân tình chặt ngất, cùng chân gối quên mùi ái ân. Dù lòng chưa xót, người yêu hỡi xa anh nào em nỡ, cố quên ân tình đã vỡ tan tành, chẳng gặp anh nữa lòng tan nát. Biết sao khi lòng anh đã đổi thay
tình duyên mới mong manh. Xa anh rồi, thôi xa anh rồi, tình chúng ta nay đã hết rồi. Xa anh rồi, thôi xa anh rồi, những phút vui sao qua trống vội. Đời mất vui vì tình gian dối, người sẽ đau chua cay mà tìm sao vẫn cứ yêu người. Đời mất vui vì tình gian dối, người sẽ đau vì còn yêu nhau. Tình chua cay mà tìm sao vẫn cứ chia tay. Thank you Don, chia tay thiệt đó. Đừng nói Don nói nha. Nãy Vân hát nhìn Vân cái tóc vậy, cái Don nhớ tới một cái video nào mà Vân Don thấy Vân hình như lúc đó Vân chưa có vô trung tâm Asia, Vân quay với nhóm Cinema Picture cái bài Everything I do it for you. Đến đây. Cái Robin, mà, Hood, Robin Hood. Hood đó là tiếng Việt Nam gọi là gì ta? Robin Hood cũng biết nữa. Anh Hùng Rừng Xanh hả? Đâu. Tức là lúc đó là Vân mặc áo của thời Trung Cổ mà Don, nguyên cái video Don nhớ, Don chỉ nhớ Vân chạy xong cái Vân bị chói cái tay nè, cái kéo lên cây gì đó, cái toàn ten này nó, cái mình nói trời ơi anh hùng cứu mỹ nhân mà không biết đi đâu để mà cứu. Nói trời ơi mà chéo thiệt à? Cái đó là người ta quay Charlie Nguyễn là quý vị biết là đạo diễn. Charlie để một cái bục đứng lên, cái bục gỗ á, khi mình đứng ở trên cái đó. Ô, treo giả hả? Treo giả. Ô, sao nó nhớ nó toàn ten. Treo thiệt, cái mặt mình đâu có bình tĩnh như vậy. Đóng phim. Đóng phim nhưng mà không phải treo thiệt. Nếu mà cái thời đó là trước khi mà Vân gia nhập vào trung tâm. Đúng rồi. Lúc đó trước khi Vân hát cho Isha thì lúc đó là Cinema Picture mời Vân hát. Cái đó là thời Opakara đó. Thời Opakara. Charlie với nhóm Cinema Picture mời Vân hát cái lúc đó. Cái tóc cũng giống bây giờ phải không? Hay là búi đằng sau phải không? Không, tóc lúc đó quăng giống như con rắn vậy đó. Ồ, thời đó là tóc Ngọc Lan. Trên chị Ngọc Lan thì đẹp, mà trên Vân nhìn giống như là ghê quá. Mọi người đẹp kiểu khác nhau nha. Không, chị Ngọc Lan thì đẹp, nhưng mà còn mình thì lúc đó mình nhìn sao, nhiều giờ mình nhìn lại mình thấy mình sợ, mình quá Don ơi. Nhưng mà cái thời đó rất là nhiều người có cái tóc đó nha. Đúng rồi, cái kiểu giống như là spiral perm. À, cái đó thời đó là mốt hả? Cái nó mốt nên ai cũng làm hết trơn á. Nên mình liều mình làm luôn, mình mê tóc chị Ngọc Lan lắm, da chị đẹp. Thời đó ngó Vân, bây giờ cũng vậy, ngó như một đóa hoa đẹp vậy đó. Mà hôm nay tự nhiên ngồi trong cái chương trình Music Box xung quanh cũng hoa, có Lâm Thúy Vân thì có hoa, mọi lần đâu có hoa đâu. Cảm ơn Music Box, cảm ơn chị Thủy. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Có chị Thủy thì có anh Thi đó. Có anh Thi luôn. Dạ, nhưng mình cảm ơn. Tại vì chị Thủy nãy giờ chị chậm mồ hôi cho mình rất là nhiều. Bao nhiêu người crew cắm hoa. Dạ, em cảm ơn crew luôn. Và em cảm ơn ban nhạc luôn. Dạ, em cũng cảm ơn anh Don luôn. Anh Don hát mình với được em. À? Dạ, không, anh Don là lúc nào cũng... Rồi, dạ. Mà Vân biết không, có một nhạc phẩm mà Don nghĩ Don sẽ không hát trong ngày hôm nay. Nhưng mà Don được trung tâm yêu cầu trao cho một cái nhạc phẩm nó liên quan tới hoa đúng không? Đại khái nó rất là nó cũng nhiều người hát rồi, nhưng mà cái lúc mà nói tên cái tên bài cái Don cũng hơi do dự, tại vì nhiều người mà hát quá. Cái Thủy nói Don là ôi ông ơi, cái thời trước bài ra cả ngàn người hát mà ông cũng vẫn hát, mà giờ này cái bài này có mới mấy người hát mà sao ông hát, cái hồi mình hát thiệt ha. Cái đúng rồi, cái thời này cái suy nghĩ của mình nó khác như cái thời trước, thì mình cứ phải kiếm bài mới rồi này nọ. Không, nhưng mà nhạc hay, nó là nhạc hay, và Don hát vô Don thấy cái bài này melody đã quá. Mà cái bài
nói cho quý vị biết là bài nào đi rồi Vân nói giùm cho nè, để Vân nói cái này nó Vân luôn có... hả? Vân nói từ bây giờ đi rồi để Vân ví như tại sao cái bài này Vân nghĩ tới Don. Bài này nó dính tới hoa hồng. Đúng rồi, cánh hồng. Hồng cánh hồng phai của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Thì somehow Vân nghe tới cái bài này đó, Vân nghĩ tới Don. Nhiều người hát lắm rồi, nhiều người hát rất là hay, nhưng mà Vân nghĩ là cái giọng của Don hát sẽ rất là sexy, mà rất là I don't know, không biết sao. Vân biết mọi người nhìn Don sao chứ Vân thấy Don cái giọng rất là sexy. Người thì mình không dám nói nhiều. Người không nói nhiều, nhưng mà cái giọng của Don rất là sexy. Thì cánh hồng phai, cánh hồng phai là Vân nghĩ tới, tự nhiên Vân nghĩ tới những người phụ nữ như là cành hoa vậy đó. Thì khi mà nó phai rồi đó thì như thế nào? Nhưng mà theo Vân thấy là do cái bông là nó ở trong lòng. Mình ráng làm cho nó đừng có phai. Thì cũng có đó, nhưng mà đôi lúc thời gian nó giờ hỏi nè, lúc đi hát mười mấy tuổi mà cho tới 60 tuổi thì nó có phai không? Thì chắc chắn nó phải phai. Nhưng mà Đoàn biết không, cái lửa của người phụ nữ là nó từ ở trong. Nên Vân thấy đó, dù cho mình sexy hay sao là nó từ cũng phải từ ở trong lòng. Hay là mình đẹp cái cách hiền dịu thì nó cũng là từ phát sinh từ ở trong lòng. Tức là lửa, nhưng mà lửa hiền. Lửa, cái lửa của người phụ nữ. Cái đó mới là cái sắc của Vân, cảm thấy như vậy. Chứ còn mà làm đẹp thì phụ nữ nào lại không muốn làm đẹp. Nhưng mà nó từ ở trong, nó phát ra. Nên khi mà giống như là những người phụ nữ, người ta mặc bộ trang phục nào đó, người ta sẽ theo cái giống như là it's fun, it's vui lắm. Làm người phụ nữ rất là vui ha. Đối với Vân, làm một người phụ nữ rất là vui và rất là exciting. Tại vì nhiều khi mình mặc áo dài thì mình biết mình phải tha thứ. Cái đó là một cái, you know, mình được, you know, hay mình mặc đồ ngầu lên mình phải bad girl đồ. Không, hay là mình mặc một cái sare thì mình phải sang trọng. Nhưng mà thật sự ra mình giả mấy cái đó thì nó sẽ không được. Nhưng mà nó phải thật sự từ ở bề trong. Giống như là những cô mặc áo dài xinh đẹp là cái cá tính của người ta là đã thướt tha như vậy rồi. Không, thì bây giờ Vân nghĩ cái bài này á, mỗi lần Don Vân nghe ai hát á, Vân cũng thích hết trơn á. Tại somehow lúc mà lần đầu tiên là nghe Trấn Thành hát, chưa bao giờ gặp him nhưng mà thấy him sexy vô cùng. Nhưng mà bây giờ Vân nói thiệt, nghe xong có rất là tự nhiên Vân nói, oh, Donald, you know, I always thought tại that... cái loại đó nó giống như cái loại mà thời ngày xưa, thời năm 90 Don hay hát rumba rồi này nọ. Cái riff của nó rất là hay, mà cái lời của nó cũng hay lắm đó. Đang nói về lửa, hèn chi nó ngồi cạnh Vân, nó đôi khi cái nó ngồi, ui da, cái lửa nó bắn. Vẫn nóng quá. Bắn vào mình. Mà nhiều khi ngồi cái tự nhiên bóp một cái quốc bắn luôn. Lửa dữ dội. Thì Vân nhiều lửa lắm. Nên giống như là nãy giờ hát mà nóng, giống như là mình không có làm gì chứ, không có nóng, trong phòng này không có nóng. Nhưng mà Vân cứ liên tục chạy mồ hôi là tại vì từ cái lực, từ cái lửa trong người mình phát sinh ra thì Vân cũng vui, exciting. Nên nó ra như vậy. Vậy mai mốt đó mà đi đâu mà gặp cô nào mà ngồi hoài mà không thấy chạy mồ hôi, nó không có lửa nghe, không có lửa. Chắc bị bốp trong vùng mặt. Và bây giờ Don xin mời tất cả quý vị cùng với Vân thưởng thức nhạc phẩm Cánh Hồng Phai, nhạc của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, lời của Hoàng Huy Long. Như một đoá hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rụng rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình.
sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình nàng khóc cho mình. Chẳng còn lại chú hồn nhiên, ánh mắt của nàng chất chứa một phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời, mà đời đâu như trong mơ để lại bơ vơ nỗi đau mình em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình nàng khóc cho có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình nhà khó cho mình. Cánh hồng phai. Và kính thưa quý vị, nãy Lâm Thúy Vân có nói về mình chút xíu, nhưng mà Lâm Thúy Vân có nói thiếu là theo như Don được biết thì hiện tại Don bật mí, dạ, có nhiều quý vị biết nhưng mà Lâm Thúy Vân nói Don đừng nói, nhưng mà Don phải nói là ngoài ca hát ra, Lâm Thúy Vân lại có một cái nghề tay trái nữa, mà cái nghề đó Don thấy Lâm Thúy Vân rất là thành công là Lâm Thúy Vân chở vô địa ốc. Ha, lâu lâu cái đi đường, cái chạy Orange County, cái tự nhiên cái chạy qua cái nhà, cái tự nhiên có cái bảng đề Lâm Thúy Vân, cái đó, bạn mình, cái tự nhiên cái đi qua cái thấy không còn cái bạn nữa, bạn mình bán được nhà rồi, bạn mình có tiền mà sao không mời mình rủ mình đi ăn. Rồi mời hoài mà bị từ chối. Không, cái thứ nhất là Vân cảm ơn Don. Biết sao Vân không muốn nói là tại vì nó có vẻ hơi, Vân không có... Đôi khi có nhiều quý vị mà, muốn biết. Nhưng mà nói để cho quý vị thương là em biết em cũng không có được đẹp lâu, mà hát thì chắc cũng không biết còn hát hay như hay là được như xưa không. Thì em phải lo tranh thủ, tại vì em còn một cái gia đình ở phía sau, nên cái này là cuộc sống của cuộc đời, em nghĩ ai cũng vậy hết á. Kêu là có cái remote đằng sau đó, nên Vân lúc nào cũng lo cho gia đình, nên phải tự động đi kiếm một cái gì đó, tại vì mình cũng tin rằng là cái thời gian của mình ở trong cái âm nhạc, dĩ nhiên Vân cũng giống như bao nhiêu người khác, Vân luôn luôn cầu nguyện với tổ là luôn thương mình để cho mình đứng lâu hơn một chút. Nhưng mà sự thật là sự thật, thực tế là thực tế, nên cũng nhờ yêu thương, nhờ cái sự ủng hộ của bạn bè thì Vân cũng tạm sống được. Nên tạm mình... sống được mà chạy cái xe mới hồi nãy đó, ngoài mình thấy không phải
nhiều. Thì không, thì bởi vậy Don mới nêu lên cái điều này, thì Vân cũng cảm ơn Don và cũng như cảm ơn Music Park cũng như là mọi người đã ủng hộ cho Vân. Nhưng mà thật sự ra nếu bây giờ mà Vân được lựa chọn thì Vân vẫn yêu âm nhạc hơn. Không, làm hai cái nhưng bên nó cũng vẫn tốt. Lúc nào Vân cảm thấy có một thời gian Vân nghĩ giống như mới đây nè, Vân rất là buồn. Đừng có nghĩ là Vân không có buồn. Don biết không, Vân rất là buồn là tại vì không được đứng trên sân khấu hay là đi show thì vẫn đi. Nhưng mà cái ánh đèn á là một cái mà giống như Vân nói với Don á, là một cái mà có thể sưởi ấm lòng của Vân, giống như là cái tâm, cái tình thương của nên lửa hừng hực rồi cần sưởi ấm không, nữa nóng thì, quá thì, rồi thì lúc nào cũng mong là như vậy đó Don. Trời ơi, nhìn ai mà trông giống như Don, là Don là bao nhiêu năm rồi, nhiều lắm, Như Quỳnh, cô Khánh Ly, chị Thanh Tuyền, bao nhiêu năm trời ơi mà vẫn là đứng trên sân khấu lộng lẫy mà hát rất là hay. Nên á, Vân cũng cầu mong sao mình cũng được, không có vậy nhưng mà cũng đi lai rai. Nhưng mà thật sự ra mà nói là nếu mà riêng Vân không có âm nhạc á, thì chắc sẽ chết. Tại vì mình rất là đam mê. Buồn cho mà chết. Buồn cho mà chết luôn. Nhưng mà đó cũng phục Vân là cái là Vân rất là thực tế. Vân thực tế tại vì những người nghệ sĩ người ta lúc nào cũng mơ mơ màng màng, Don lúc nào cũng ngồi trên mây, cho nên ngồi trên mây rồi thả cần câu cá rồi. Phải là tại vì Don biết là Don ốm nè, Don đẹp nè, cái mỗi người á, cái giai đoạn của con người á, quý vị biết ông khổ lắm đó. Không phải mà cái chuyện mà lên cân xuống cân rồi phụ nữ các em nhiều khi tụi em bị stress, tụi em phải uống thuốc khi bị này bị kia để cho cái cuộc đời nó khó bệnh hay là gì mình cũng không biết. Nhưng mà quý vị biết không, tụi em cố gắng hết sức chứ không phải là khinh thường khán giả mà không có giữ cái hình ảnh đâu. Nổi ở ngoài sau của cuộc đời của nghệ sĩ, nhất là phái nữ, quý vị biết không, luôn luôn tội nghiệp lắm. Nên quý vị cũng nhiều khi đừng cứ nghĩ là mình không có, mình xem thường khán giả, cái đó điều đó là không bao giờ có. Lúc nào tụi em cũng muốn đẹp, ốm, gầy như là hồi xưa. Quý vị thấy không, 19 tuổi so với lại bây giờ không dám nói tuổi, như nó già quá. Trời, giờ 25 rồi, 25 rồi. Nha, vậy là mai mốt đi tập thể dục với mình nha. Một ngày 2 tiếng đó. Cũng cố gắng lắm. Nhưng mà chắc chắn rằng là ở ngoài đời phụ nữ ai cũng vậy thôi, chứ đâu phải là nghệ sĩ không đâu. Nên thôi kệ, trời cho bao nhiêu mình hưởng mấy nhiêu. Mình cũng cảm ơn trời, Lâm Tuy Vân là luôn luôn cảm ơn trước, rồi chừng nào cầu cứu thì đi xin sao rồi cứu con với. Nhưng mà thank you Don, bữa nay Vân mãn nguyện. Cảm ơn Vân. Và Vân cũng rất là hạnh phúc nói trong sự xúc động. Tính Don với Vân quen nhau hai bàn tay, nói rưng rưng nước mắt, hai bàn chân không đủ quen nhau tới gần 30 năm. Ủa, đổ, cho miếng giấy chậm không. Thật sự ra đó Vân, những cái sự đòi hỏi của Vân trong cuộc sống rất là nhỏ bé. It's really small, but thank you for being my friend. Cảm ơn Vân. Cái chương trình nào rồi nó cũng có những cái phần kết thúc, những cái cuộc vui nào nó cũng có cái lúc mà nó sẽ tàn đi, nó qua cuộc vui khác. Thì bây giờ cái chương trình Music Box của Don với Vân hôm nay tới đây nó cũng tới gần tới cái điểm kết rồi. Vân có cái gì Vân muốn chia sẻ trước khi mà mình hát bài cuối không? Hồi nãy giờ Vân nghĩ Vân cũng nói nhiều rồi quý vị ơi. Chắc chắn là Vân cũng không cần nói gì thêm, tại vì bao nhiêu năm qua quý vị cũng đã xem Vân trên màn hình. Qua những cái giai đoạn trong cuộc đời của Vân, dĩ nhiên có những lúc này lúc kia. Nhưng mà trước tiên là Lâm Thúy Vân xin cảm ơn chị Thủy Văn Thi, Trung tâm Thúy Nga Music Box, và cùng giống như là ban nhạc và mọi người đã work, làm rất là cực khổ để cho một cái set nó đẹp như vậy. Và giống như là Don, người bạn đời của Vân, mà đi với Vân bao nhiêu lâu nay, hôm nay được ngồi chung được như thế này với cái sự chấp nhận hay không Vân không biết, nhưng mà Vân chỉ muốn nói một điều là sống đời này là duyên. Vân rất là tin vào cái đó, chưa chắc gì mà mình sẽ quên hết những gì trước. Mình Vân sống luôn luôn nhớ những cái giây phút trước và cho tới bây giờ, và luôn luôn như vậy. Có Lâm Thúy Vân hôm nay ngồi đây lộng lẫy như thế này,
là cũng nhờ có trung tâm Asia, hay là cũng như là có Don được ngồi ở đây thì cũng nhờ có trung tâm Thúy Nga. Thì mình giống như là người nghệ sĩ, giống như là bèo dạt mây trôi, gió thổi đâu cái mình trôi tới đó. duyên. Thành ra gió mạnh cái mình thổi cái mình bay cái bèo, cái gió nhẹ thì mình trôi nhẹ, nhưng mà lửa lúc nào cũng hừng hực. Lửa như liên khúc từng xanh rồi vậy đó. À, bây giờ cái nhạc phẩm kế tiếp mà Lâm Thúy Vân và Don Hồ lựa ra để mà chấm dứt cái chương trình này là một cái liên khúc gồm có 4 bài. Thì tụi này lựa ra và lựa để làm cho quý vị nhớ lại cái thời mà thập niên 90, thời mà liên khúc nó rất là được thịnh hành, rất là được ưa chuộng. Và bây giờ Don Hồ xin mời quý vị thưởng thức một liên khúc gồm 4 nhạc phẩm về mưa. Thì hai bài đầu tiên sẽ là Tiếng Mưa Còn Rơi của nhạc sĩ Sĩ Đàn, và bài thứ nhì là Tiếng Mưa Đêm của nhạc sĩ Đức Huy. Bài thứ ba là Hãy Để Mưa Rơi của Kim Tuấn. Và bài cuối cùng là Mưa Ngâu của nhạc sĩ Thanh Tùng. Con rơi, rơi từng giọt trên phím đàn. Hạt mưa con bay, nhẹ lái hàng cây. Đêm về phố mưa đều hiu. Tình yêu ngủ say, bỏ quên vòng tay. Mong chờ người, sao không đến? Đèn khuya mờ soi. Thank you.
qua phố lang thang, tình cờ mưa rơi từng giọt mưa thôi. Ôi cơn mưa ngâu lấp lánh muôn màu, từng giọt mưa máu mà ngập đêm thơ. Khi xưa đưa em qua phố ướt dầm, cuộc tình trong vắng giờ là hư không. Em xưa hay quên nên đã theo chồng, bỏ lại cuối phố một chàng lông ngông. Từng giọt mưa rơi tới muôn trường, để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Ôi cơn mưa tôi ước đắng cuồng si, nhìn nàng ngọt ngào thân xác bơ mi. Từng giọt mưa rơi tới muôn trường, để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Ôi cơn mưa tôi ướt đẫm cuồng si, nhìn nàng ngọt ngào thân xác bơ mi. Và kính thưa quý vị, chương trình Music Box của Lâm Thuy Vân và Đôn Hồ đến giờ xin tạm ngừng. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Music Box, những chương trình Music Box, và xin quý vị tiếp tục ủng hộ những chương trình khác. Và đồng thời, Đôn Hồ cũng xin đại diện cho trung tâm và Lâm Thuy Vân xin cảm tạ các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Music Box, và cảm ơn ban nhạc. Và thank you The Brothers Band và tất cả mọi người. Vân, bye bye. Bye bye. Vân, I love bye you, tất cả mọi người. Lâm Thuy Vân xin cảm ơn quý vị. Bye. I love you. Woo! Woo! Bây giờ tới giờ quăng quái lên. Quăng quái à? Quăng quái. Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu, bướm non trên cành thành lá biếc. Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu. Bên nhau chiếc ô xoe tròn là bóng lá, mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau. Ngày nay đôi ta bên nhau vắng anh em nhìn từng góc phố, từng đôi uy nương bên nhau tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, lá xanh trên thành thành lá úa, mưa ngâu rớt bên thềm, tình yêu đâu dễ lãng quên. Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời, đầy nắng gió giọt mưa ngâu hay là nước.
Chương trình này được bảo trợ bởi The Yamava Resort and Casino at San Manuel, D&D Gel và bột bánh xèo hương xưa. Đậu, đang làm gì đó đậu? Xay gạo đổ bánh xèo chứ làm gì? Trời ơi, sao mà khờ quá vậy? Bây giờ đã có bột bánh xèo hương xưa rồi. Hương xưa như ý, thơm thơm, giòn giòn tiếng ngon. Cho ta bánh xèo nhanh chóng, dễ sinh an toàn. Bột hương xưa bổ dưỡng vô cùng, bà con ơi hãy mua. Dễ làm nhanh lắm, đã có bột bánh xèo hương xưa. Mikko, bột trộn sẵn bánh xèo hương xưa, chất lượng công nghệ Nhật Bản. Đậu ơi, đã có bột bánh xèo hương xưa rồi nè. D&D Gel là một trong những công ty lớn nhất thị trường, sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Sản phẩm của D&D Gel được ưa chuộng vì 100% gel. Dễ sơn, không rút, bền và nhiều màu sắc đẹp. Bột dip D&D dễ dip, màu sắc matching với gel. Chúng tôi luôn chú trọng và quan tâm chất lượng để phục vụ các tiệm nail. Hàng trăm ngàn cặp gel được sản xuất và phân phối khắp nơi trên thế giới mỗi ngày. D&D Gel cho mọi tiệm nail. San Manuel Casino bây giờ là Yamava Resort and Casino at San Manuel.